Sau anh em xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy giờ 3TL9. Em để mã số 2, một con máy màu trắng rất là đẹp nhá. Model TL9 nó cũng không có nhiều đâu ạ. Rất là ít khi nhập được. Còn nguyên bản 100%. Không có sửa chữa, mông má gì cả. Còn mình về nhà bên em chỉ có vệ sinh lau chùi thôi nhá. Phần lưng tôn của nó cũng rất là đẹp này. TL9 giá thành thì bây giờ quá rẻ luôn. Thời điểm trước một con TL9 này có những lúc cao điểm lên đến 12 triệu rưỡi các bác nhá. Đây, 12 triệu rưỡi một con TL9 mà bây giờ thì bán là 6 triệu 9. Bên em bao giá toàn quốc cho các bác rất là hợp lý nhá, giá 6 triệu 9 cho chiếc máy rửa bát TL9 này. Các bác nào có nhu cầu các bác chốt cho em 6 triệu 9 thì chỉ tương đương với giá của một con TL6 cách đây tầm 1 năm thôi. TL9 luôn nhé. Mã số 0032, năm sản xuất 2016. Hiện lưng tôn rất là đẹp. Giá thành quá hợp lý bây giờ luôn. Nội thất sạch đẹp quá nhé. Nước nóng bọc luôn. Trang trí đẹp. Đấy, sạch sẽ. Cái cửa có thứ rất là đẹp này. Cái này chưa lắp hết ốc. Ốc lắp lọc. Rất là mới các bác nhé. Giá 6 triệu 9 thôi, bảo hành 1 năm cho các bác. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào lấy thì các bác alo cho em nha. Máy rất là đẹp đấy. Chào các bác.